Hai, chào tất cả mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem con khú bạc má, giờ mình hô biến nó thành con khú da bò minh đạm luôn rồi mọi người. Đây, mình sẽ cho mọi người xem ha. Đừng là mình thử, hôm bữa mình thử cho anh em xem á, không phải là lý do là gì mà mình đó, không phải là tại sao mình cho bạc má nó ăn đâu ha, mọi người thấy không? Giờ nó y chang cặp bò minh đạm luôn. Y chang cặp bò ngược sáo luôn mọi người. Nó mà ra một xíu nắng là do điện thoại của mình đó mọi người, không có chỉnh app với lại cho nên là quay nó khá là nó không có đẹp. Nếu mà anh không tin thì anh em cứ tới nhà mình cho mình xem cặp này. Giờ nó y chang cặp bò minh đạm luôn. Cho nên thật sự mà nói mình nói thiệt chứ cái con cuốn chiếu đó nó có tác dụng rất là tốt cho mọi người. Mọi người đừng có nghĩ nó độc mà nó lại không tốt ha. Nó tốt để chủ yếu là để chăm những con chim mình cho nó lên màu thôi mọi người. Đó những con chim màu sặc sỡ đẹp thì mình sẽ chăm như vậy. Đó mọi người thấy không? Tại vì đây mình che kín hết rồi, nó không có cái nắng. Cho nên mọi người thấy nó đang khui phải không? Đó, mình nói là những con khú da bò mày vào trong mát đó, rất là đen. Tại mọi người thấy không? À, cặp bạc má này của mình á, cái má khá là to. Nếu mà thật sự mà nói á, nhiều anh em mà nhìn không biết là sẽ không biết nó thật sự nó là bạc má hay là khú da bò mình đậm luôn mọi người thấy không? Má nó rất là to. Mình không thể nào thật sự, nếu mà mình tải app lên á thì quay á, thì nó không có thực tế và nó làm cái chất lượng video rất là xấu mọi người. Đây con máy lại gần mình nè. Ở đây mình không có nắng nên là mình không có thể quay được nó cho mọi người xem nó đó y chang con bò minh đạm luôn. Chỉ có anh em nào tới nhà mình xem á thì mình sẽ cho anh em xem được. Mình chịu thua rồi mọi người, mình không phải nào quay cho nó thì nhìn bằng mắt thường của mình á thì mình thấy rất là rõ. Còn mà mình quay lên đây á thì mọi người thấy không, nó đang khui thù lùi. Thôi cái này chắc phải để anh em nào mà tới nhà mình thông tin á thì tới nhà mình xem, mình cho xem thử là nó có giống bò mình đạm hay không ha. Chứ mà sợ mọi người quay như thế này thì nó không rõ rồi mọi người ơi. Giờ mọi người nhìn như thế này đúng mọi người biết con nào trống máy luôn mọi người. Thật sự mà nói cái cặp này của mình á là con máy nó bự hơn con trống mọi người. Con trên đó đang đứng là con trống nè, con máy nó đây nè mọi người đó. Thôi chắc mình sẽ kết thúc đây nha mọi người. Chủ yếu là mình đăng để chia sẻ là anh em là cái con cuốn chiếu thì có lợi như thế nào thôi. Cặp này nó của mình nó khá là thuần nên mình mới ghép sinh sản ở ở đó mọi người ha. Này nè, nó xuống gần xíu đó mọi người thấy không, cái lưng nó như thế này á là ra nắng rất là rõ luôn.